Phân biệt thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn. Công thức của thì quá khứ đơn ở khẳng định là chủ ngữ cộng với vấp 2 hoặc là ID và cộng với tân ngữ. Công thức của thì hiện tại hoàn thành là chủ ngữ cộng với trợ động từ have hoặc là has cộng với vấp 3 hoặc là ID và tân ngữ nếu có. Sự giống nhau của hai thì này là đều dùng để thể hiện hành động đã xảy ra trong quá khứ. Và sự khác nhau là nếu như hành động đó có đi kèm với thời gian rõ ràng thì chúng ta sẽ dùng thì quá khứ đơn còn nếu không thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. Ví dụ, tôi đã gặp anh ấy hôm qua. Câu này đã kèm với thời gian rõ ràng là ngày hôm qua, do đó chúng ta sẽ dùng thì quá khứ đơn. I met him yesterday. Còn nếu chúng ta chỉ nói là tôi đã gặp anh ấy trước đây thì chúng ta sẽ nói là I have met him before. Trước đây chúng ta không đề cập tới thời gian, tức là chúng ta không nhớ thời gian hoặc là thời gian không quan trọng chúng ta không muốn đề cập tới thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. Bà nhé